Xin chào các bạn, Thanh Niên Game đang có trên tay chiếc bàn phím mới nhất của hãng sản xuất bàn phím cơ nổi tiếng của Nhật Bản, Finco. Đây là bàn phím cơ Majestic Convertible 2. Đặc điểm nổi bật của bàn phím này là có thể vừa kết nối có dây thông qua cổng USB và kết nối không dây thông qua chuẩn Bluetooth. Vì vậy cho nên là logo chuẩn kết nối Bluetooth được hãng sản xuất in rất to trên bao bì. Ở mặt trước chiếc hộp chúng ta có tên của bàn phím. Đây là bàn phím có nút theo chuẩn tiếng Anh và có tổng cộng 104 phím. Bàn phím tương thích với các hệ điều hành Windows, có thể kết nối không dây và có dây, và dùng switch của hãng MX Cherry, switch đỏ. Một số thông tin cơ bản về chiếc bàn phím này. Đây là bàn phím màu đen, có tổng cộng 104 phím theo chuẩn ASCII, dùng switch đỏ, kết nối thông qua Bluetooth hay USB, cùng với logo của in phím được in trên mặt trên của phím. Mặt sau chúng ta có một số thông tin về những tính năng nổi bật của cái bàn phím này. Thì theo Finco, chiếc bàn phím này có tổng cộng là 4 tính năng đáng chú ý. Thứ nhất là tính năng kết nối. Đây là bàn phím có thể vừa cắm dây mà vừa không dây. Một lúc bàn phím có thể nối được tối đa đến 4 thiết bị khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta có thể cắm USB vào máy desktop, rồi kết nối thông qua Bluetooth với laptop, điện thoại thông minh hoặc là tablet. Một tính năng khác là ở chế độ Bluetooth, bàn phím sử dụng 2 pin tiểu AA, và theo như nhà sản xuất thì trung bình một ngày chúng ta sử dụng bàn phím trong khoảng 5 giờ thì thời gian sử dụng không cần thay pin có thể lên đến 6 tháng. Tính năng thứ tư đặc biệt của cái bàn phím này là nó có thêm một chức năng gọi là Deep Switch, dùng để tắt mở hay thay đổi chức năng của một số phím chức năng, chẳng hạn như là phím Windows, phím Function, phím Caps Lock Control, v.v. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mở hộp để xem sản phẩm của chúng ta có những cái gì. Mở ra chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, cuốn sách khá dày vì bàn phím thứ nhất là bàn phím có khá nhiều tính năng. Thứ hai là sách có tổng cộng 4 ngôn ngữ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Hàn. Đây là sản phẩm chính của chúng ta, chiếc bàn phím Finco Majestic Convertible 2 có màu đen. Phụ kiện gồm có 2 viên pin tiểu, cáp USB, đây là chuẩn mini USB, và cuối cùng không thể thiếu là cây dụng cụ dùng để gỡ phím và thêm một số phím dự phòng, control, function và caps lock. Như vậy là đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta, chiếc bàn phím và các phụ kiện. Nói về chiếc bàn phím này, đây là chiếc bàn phím với hình dáng quen thuộc của hãng Finco, màu đen, phím màu được in ký tự màu trắng. Ở mặt này, ở mặt trước, mặt trên của bàn phím chúng ta có cổng để kết nối cáp USB và nút để bật tắt Bluetooth. Khi xài Bluetooth thì dĩ nhiên là chúng ta phải cần có pin, và đây là nắp mở pin ở dưới đáy bàn phím. Và thêm một nữa, như là tôi đã nói, một trong những cái đặc điểm quan trọng của chiếc bàn phím này là chức năng Deep Switch, dùng để thay đổi hay bật tắt tính năng của một số phím nhất định. Thanh Niên Game sẽ khảo sát kỹ hơn về tính năng này trong bài đánh giá sắp tới. Theo như Finco thì toàn bộ trọng lượng của chiếc bàn phím này là khoảng 1,2kg, khá là nhẹ đối với một cái bàn phím cơ. Trên đây là toàn bộ video trên tay và đập hộp của chiếc bàn phím Finco Majestic Convertible 2. Thanh Niên Game sẽ có một bài đánh giá chi tiết về tính năng cũng như hoạt động của chiếc bàn phím này trong một bài đánh giá sắp tới. Mời các bạn đọc chú ý đón xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.